Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đến viếng, thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân Trần Minh Thành, sinh năm 1973, nhân viên bảo vệ bị đâm tử vong trong vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, nằm trên đường Ngô Hành Sơn. Tại nhà tang lễ Lê Đại Hành, nơi tổ chức lễ viếng ông Trần Minh Thành, nhân viên bảo vệ bị đâm tử vong trong vụ cướp ngân hàng xảy ra hôm qua, trên đường Ngô Hành Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình gắn vượt qua nỗi đau. Đồng thời cho rằng hành động của anh Thành đã thể hiện tinh thần dũng cảm, đấu tranh đến cùng với tội phạm và hết lòng vì công việc, đáng được trân trọng. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao 50 triệu đồng cho gia đình anh Trần Minh Thành. Trước đó khoảng 13 giờ 45 phút ngày hôm qua 22 tháng 11, đối tượng Trần Văn Trí 22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang và Nguyễn Mạnh Cường 25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đi xe máy đến rồi tiếp cận phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV nằm trên đường Ngô Hành Sơn. Khi vào bên trong phòng giao dịch, Trí và Cường đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Trước sự manh động của các đối tượng, ông Trần Minh Thành là nhân viên bảo vệ đã kiên quyết ngăn chặn, khi bị ông thành áp sát cường dùng dao quay lại tấn công và gây thương tích nặng cho nạn nhân và tử vong người dân phối hợp với lực lượng chức năng đã truy bắt được tội phạm